mình tên như này bà liêng thằng bà lâm bà đôi chung mà bà nè đào thư ca thằng cào mình tê mà mình thằng chung chỉ khỉa lấy bà tại còn nâu tam khai mà chùm nuôn nó ngụt đôi khai prang nè sài tàu thư sài bài chỉ ọt miền tực nè bình ọt thư sài bài chỉ miền tực lịch lâu dì trời ơi tiểu đài chẳng ấy mà nát cả gì có đó, tao phiêng nấu xé nó ta ba tao dương tao mưa rương cho mỗi khi nào tao cài mưa rương tao cài ổn định luôn nhẹ mà liền phai ổn định và rương nấu tao cài nó cứ cá chanh pi nấu con ong áp pia pi pia mùi côn ca côn cầm lo côn cầm mâm mà cú ca pi ngay ti bờ mùi và gì bà lên cái côn cầm lo này cho non đầy nên đầy lấy nè ù chất đo thân nặng tao ọt nực cực tha ngày nâng ca à, dục hẹn bằng cô luôn ấy ọt cực tao cực bởi đường à nó mưu nghi yêu anh còn yêu anh rôm ao bà nâng bàn vay prao kì à thế nè này côn cầm lo nè à, tam bật tao á bờ sân chìa dương chìa nẹ à, chất gà ta chất rừng chất đầy giang na cả đói ngày nâng cứ thằng đại khá tôi ta khám thầm mình sẵn có chất phù ngày nâng cứ chỉ ngay sụp hẹp mình cùl ca dương mà ở thư khả lăng chân tê nè cứ nhé tục chặt chai ở linh nà na kế bầm plan ná sụp hẹp mình cùl luôn dưới nâng nè cứ nhé chạc cái lành rôm cái lành phlinh giả máy nè tích phlinh bảo kế nà na nè xong cứ nhé luôn chụp tu hai trọt song trọp sầm mặt kê tiên bố bẩm plek bẩm plain trọp sầm mặt kê lập bốc dương miền mục miền mọt chia mê pê âm rong nấu sọc ông cô bổ rầy ba quát chìa mê bởi chìa ca rong pê âm nấu sọc ông cô bổ rầy mê kê tiết nè ba lập bốc dương à mê pê âm rong tiết à hãy đó là bây chân cười nhé bằng plek blind drop the bad kin na cái mục mọt của xã dương mà hãy sụp phép mình của dương tầm ca tầm bông phóng à lâu đường nâng mạch tôi đang nói chuyện lâu mưa tặng ốc niệm dạ 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 đúng không ba cao bị thay ti bổ mùi cả lòng tôi nâng cứ miên bị thi riêp áp bia bị bia mùi ba nâu khổ nông phúm cơ ba bù khung sầm bố sốc tráng khai tạc kèo và ấy con cầm lo nâng tao chỉ con đọc bò lô cung bị cư bà chỉ mê bình chia ca rong pê âm sốc một cô bộ này khát tài kèo bà hai con cầm lo ni cứ chú mua cung phò là ai dụ mà phê bộ môi chân nằm bà riêng ca chỉ mua nâng con cầm mông được phùm gặp lại khả lớn nâng nâng thằng ai ca thật càng lớn nè nâu vì liêu mau bà mùi นะมองประมุ่ยนึ่งสามสับเนตีละงี้เปลือยเพียวกับปุ้งแต่หมดสีปิงตกเปลือยนู่เพลงสมัยก็จับดามเลี้ยงกับดอกเพียวดับบอดสำรอโกนอกมนต์วงพ้องให้หนึ่งบอดสนาฮะกระดองเปลือยเดือดใจบอกมันจูบใส่ใบเก่าไอ้อ่องยังบาดาลเปลจับดำพิ้วกี่หมอปิงรวมจมูกนึงไงน้องกูมุกมอดจะไว้กรงตึมลางทำไมบางจะไว้กรงโดนแก้วจะไว้กรงโดนแก้วก็ตะโจรวมมุกโกกาหนังไหนรุดบาดใดบาดเชิงมือกี้ได้พิ้วอัดเตะอัดตาจ่อเขาไอจ่อเลยว่ามุนตะวงเรื่องดำจอมแบบไม่เมื่อดำจอมมุนตะวงแย่นับเพื่อแล้วเพลงสมัยนั้นกับปุ้งแต่เล่นอย่างจูเรื่องใบอ้อยลาเชียงจูเพลงในสองน้องว่าในชนบอดว่าในใครจูเพลงเชียงใบอ้อยดาวหลับเพลงกี่กับปุ้งแต่เล่นกับดาวพิ้วมาฮบโจฮบอาฮาปะดาวปะดาวปะดาดาวเพลงนู้หลับปุ้งโกนกับล้อแน่ลูกกุ้งปิดกุ้งเลยได้เต้าจีโกนกับหลับปุ้งโกนกับล้อเนี่ยมาหายก้อนก็เชียงเมย์เป็นเชียงการร้องไปอ้ําสกมกุลบ่ได้ได้กอดกับบ้านสวังขลังไงดอสวังขลังกอดกับล้างแต่เลือดชะดันไตรนั่งดอล้างแต่เลือดชะดันไตร
got ban som the lunary can let him ring my neck. Got a got some chilling, I got some rum out, but slew by bot. But slew by bot, rum out by button, the high got oil my royal. We have to hang that chim ring or I net him ring, you know, got high chair. លោកពូកូនរំញោមគោរពហើយប៉ុន្តែគាត់ណាលោកភ្លឺហើយភ្ញៀវកំពុងតែនេះមកច្រើនផងហើយខ្ញុំត្រូវច្រៀងកំដរគេហើយបើកាលណាបើសិនជានៅភ្លឺចាស់មកប្រមួយជាងនៅភ្លឺអញ្ចឹងលោកពូជាលោកពូកូនកំឡោះផងហើយរំអោបស្លូនឹងនេះខ្ញុំអត់អាចទៅបានទេអាហ្នឹងហើយខាងស្អីគេថាអត់អាចទៅបានទេដល់ទៅពេលចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់ខឹងគាត់លោឡានៅលើនេះហ្នឹងតើកូនអញ មិនក៏គាត់ណាត្រាំប៉ុណ្ណឹងមិនបានណាបងប្អូនខាងលពុកហ្នឹងបងប្អូនខាងលោកមេពេអឹមរងហ្នឹងពីបីអ្នកនៅខាងក្រុមហ្នឹងឃើញគាត់ទៅឃើញយ៉ាងងាយចង្អើនៅចុងវាអត់សមគេមើលពីអ្នកពងហូបគេមើលទៅលុឆាវាមិនសមក៏ទៅទាញដៃគាត់ហ្នឹងយកអូមកជូបផ្ទះមកចាដល់អូយកមកជូបផ្ទះមកដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងគាត់ទៅនិយាយនៅយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែកូនកំឡោះកំពុងនៅក្នុង នៅកំពុងកំដរភីហួរស្រាប់តែដើរចេញមកដល់ឡើងមកដល់លឺឆាលឺដល់ត្រីហ្នឹងដល់ឡើងចុះលឺពូចូលមុខក្បាលចូលក្បាលពួកអ្នកចម្រៀងពួកអ្នកភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងអាណាមើងងាយអូអញអាណាមិញអញនិយាយរឿងលឺអូអញដល់ពេលចឹងទន្ទឹមកូនកំឡោះចូលចឹងអញហ្នឹងឯងកើតគឺសិតបងអញមិនក៏ភ្លឺអញមិនជាឯណាហ្នឹងអាណាមើងងាយអូអញ ដល់ពេលចុងអកូនកំដរដាក់មកអាអ្នកចម្រៀងមកដៃបាស់ជើងចង្អាបៃព្រូប្រះអាអ្នកខាងក្រោមប្រហែលជាមានធំធំប្រហែលជាសាច់ឈាមខាងលោកមេពេអឹមរងហ្នឹងក៏ម្ដងឡើងទៅជួយវត្តមកពូប្រះពូប្រះខ្ទេចភ្លេងអស់លីងអស់ភ្លេងបានអោកអីខូចអស់បាត់ហើយបាទក៏ផ្អើលឆោឡោពីនឹង ភៀវនៅទៅស៊ីពេញទៅរត់ទាំងណាត់ទាំងណៃមានចំណងដៃមានអីបាក់កៅអីបាក់អីអស់ទាញមកហើយអ្នកភ្លេងលបួសពីរបីអ្នកយ៉ាងទៅភ្លេងនេះអស់អីខ្ទេចទីអស់បាទខ្ទេចបាត់មានអីទៀតបាទនេះធ្លាក់ដល់ក្រមហើយធ្លាក់ដល់ក្រមខ្ទេចអស់ហើយបាទដល់ចឹងទៅអ្នកមកហូបតើប្រហែលតើខ្ទេចអស់លេងរត់ទាំងណាត់ទាំងណៃជាមួយនឹងជាវាយក្រុងដូនកៅទៅដែរបាទដៃបាទជើងដល់គេដែរអីគេតន្ត្រី ดนตรีเอ้ดนตรีเอ้ดนตรีเอ้ภิรมดนตรีจ้าๆไปดนตรีនៅណាเนื้อข้างตระเปียงอ่องภูมิตระเปียงอ่องบ่าจ้าบ่าใหม่ๆเนี่ยเพลงเอ้ยบ่าให้คนกำลังนะឥឡូវนั้นគេจับให้บ่าบัญชูนคนกำลังแต่ជាមួយនឹងปะปูวีเพลงสมัยนั้นចូលទៅตลาดกาให้สมัยเนี่ยโอ้บัญชูนទៅตลาดกาให้ ពីបတ်បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបាទនេះបើអ្នកអ្នកដតីហ្នឹងបើមិនមែនកូនកំឡោះចាបញ្ហាទី1អ្នកឯងបំផ្លិចបំទូនអ្នកឯងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយទី2អ្នកឯងបំផ្លាញកិត្តិយសសុភមង្គលការកូនកំឡោះកូនក្រមុំតែលើបើកូនកំឡោះអ្នកប្រព្រឹត្តតែឥឡូវណាស់ភមង្គលឲ្យទៀតឥឡូវហ្នឹងណោអាម៉ាស់ដល់កូនក្រមុំមកចាគ្នាណោ គិតថាបានមកពេលនេះអញបានធ្វើស្ដេចមួយថ្ងៃហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់សិតថាធ្លាប់បានធ្វើស្ដេចចាគឺស្ដេចមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ដេចថ្ងៃការហ្នឹងតើមកចាបាទឥឡូវបានស្ដេចមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅបើដោយទៅបើដោយអេលោកឯងលោកហេតុអីបានជាអត់មានគិតអំពីពេលវេលាដែលខ្លួនយើងតែជាស្អីថ្ងៃហ្នឹងតួអង្គយើងជាស្អី บ่ามันแม่นตัวอ้องจะจึงกลางจึงคลั่งเด้เพิ่นนั่นตัวใบคลั่งเพิ่นนานากะลองมาថ្ងៃนั้นคือสภาพตนพลุนอ่าญญิมญญแยมดักภิวบ่าอย่างหอยบําพดก็บ่าวเกเปกานั้นทาខ្លួនយើងជាអ្នកสภาพเรียบสาซะจังตักจึลบ่ทาทลอกกายกองปีกะลองปีมตอนกาบ่าจังบ่านทาไปคลั่งแม่นทายืนนั้นปีกาลปีนู้จะ វ័យដែលយើងមិនទាន់មានពុនមានអីថាយើងហ្នឹងវាស្ថិតតែមនុស្សអខកកោងកាចឹងទៅគេមនុស្សគេល្អច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកដែលកោងកាចពេលដែលនៅវ័យមិនទាន់មានប្រពន្ធហ្នឹងមកកែច្រឡាក់ពេលមានប្រពន្ធហ្នឹងក៏មានដែរបាទ
ปន្តែអ្នកខ្លះសភាពរៀបសារនៅពេលដែលអត់តាន់មានប្រពន្ធមកកាយពេលមានប្រពន្ធក៏មានដែរចា៎វាអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចបើចរិតមនុស្សបាទណាទៅកាយចរិតមនុស្សបានព្រៃសមានកាយអញ្ចឹងបានថាវាមានហាងកាយសម្ពោះប៉ុន្តែវាអត់មានហាងកាយចរិតហាងកាយចរិតគេថាមានពីរកាយចរិតទី1គឺនៅព្រៃស នេះហាងកាយយកកາງអប់រំកាយយកទី2បួសនៅវត្តចា៎បាទដើម្បីធ្វើចិត្តកលែងនៃធរអាចេះស្មឹងស្មាតធរអញ្ចឹងកោងកាយកាលពីនៅក្មេងកាលពីមិនទាន់មានគ្រួសារអីចឹងទៅណាខ្លួនបានជាប្រព្រឹត្តអីដែលខុសឆ្គងកាលពីកន្លងមកឥឡូវហ្នឹងមកបួសដើម្បីសម្រួមកាយឥរិយាបថកុំឲ្យមានអីក៏អំពើ ហង្សាទូសៈមោហៈហ្នឹងតែខ្លះទៀតទៅព្រះអង្គដែលខ្លះដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាគឺមួយចំនួនតូចដែលបានបួសហើយប៉ុន្តែបើកើតជាបញ្ហាហ្នឹងឬគឺរឿងបុគ្គលចា៎ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សាសនាគឺត្រូវតែឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវផ្សឹកទៅបាទកុំឲ្យខូចពុទ្ធសាសនា